những việc làm chẳng giống ai của ông Cẩn. Hôm khi cả làng cả xã còn đang đi xe đạp thì ông Khúc Thừa Cẩn bất ngờ sắm ô tô. Một thời gian sau, ông bán chiếc xe này đi và tậu thêm một chiếc Gia EOKL biển số Hà Nội, khiến cả làng thêm một phen choáng váng. Về số tiền mua ô tô của ông Cẩn, người ta không biết ông lấy từ đâu, nhưng nhiều người đánh giá ông là hâm vì nhà cửa không lo sửa chữa mà đi đầu tư vào mua ô tô chỉ để đắp chiếu ở góc sân. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Tính, Chủ tịch xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, đánh giá, ông Cẩn là một người thực sự không bình thường. Ở địa phương có tiếng là ông Cẩn hâm. Nhà vốn chả khá giả gì, đi làm được mấy đồng không lo sửa chữa, đầu tư vào nhà cửa mà lại đi mua ô tô. Mà cái ô tô có đi được đâu, lúc nổ lúc không, ông Tính chia sẻ. Ông Tính cũng tiết lộ thêm, nhà ông Cẩn có gen di truyền căn bệnh về thần kinh. Hồi còn sống, mẹ ông cũng không bình thường. Đến đời ông Cẩn, trong số 3 anh em thì cậu em tên Cẩn phải sống trong trại tâm thần Vĩnh Bảo, cô em tên Hát. Từng lấy chồng Hà Nội nhưng không hiểu vì lý do gì giờ mang con về sống ở làng. Về phần ông Cẩn, dù không nặng tới mức phải vào trại tâm thần nhưng nhiều khi ông làm những việc chẳng giống ai. Ngày còn chưa vào trại tâm thần, cậu em trai thường xuyên bị ông Cẩn treo ngược lên cây mà đánh. Vợ con nhiều khi cũng bị ông đánh mà chẳng hiểu lý do. Riêng về khoản ăn uống thì ông khiến người ta khiếp đảm. Trong nhà có mỗi chiếc nồi cơm là đáng giá nhất, nấu cơm hay đun bất kỳ thứ gì ông đều cho vào trong cái nồi ấy. Nước thì chẳng bao giờ đun sôi, thỉnh thoảng sang hàng xóm xin ít nước mưa về uống luôn. Xe ô tô đi thì ít mà đắp chiếu, phủ bạc ở góc sân thì nhiều khiến nó hư hỏng, sập sệ. Nhà ông ấy có một cái ao rất to và đấy là nguồn thức ăn chính, chiều nào đi làm về, ông cũng ra đấy câu cá. Có hôm thấy ông ấy xách về con cá khoảng 3-4kg, tưởng ông Cẩn cho vào kho hay rán, ai ngờ ông ấy cho vào nồi cơm một lúc rồi bỏ ra ăn, bà K, T, H, một hàng xóm nhà ông Cẩn kể. Mà kể cũng lạ, ăn uống như vậy mà người dân chẳng bao giờ thấy ông Cẩn đau bụng hay bệnh tật gì hết. Nhà có mấy sào ruộng, gạt xong ông cũng không tuốt mà chất đống ở góc sân lấy bạc phủ. Cứ ăn đến đâu ông lại mang một túm lúa ra đập, rồi xách gạo nấu cơm. Ngày lấy vợ, ông Cẩn lái ô tô đến đón nàng về dinh khiến nhiều người trầm trồ. Ấy vậy mà khi đến rước dâu, cứ thế ông đưa cô dâu lên xe rồi đi thẳng về nhà bỏ mặc họ hàng hai bên đang chúc phúc cho vợ chồng ông. Ở với nhau một thời gian, hai vợ chồng ông cũng sinh được hai cô con gái. Lương hai vợ chồng ông 3 cọc 3 đồng, nuôi hai con ăn học tốn kém, cộng chi phí sinh hoạt gia đình chẳng còn là bao, vậy mà ông Cẩn lại thích chơi ngông. Cứ mỗi lần xin tiền vợ đổ xăng là hai vợ chồng ông lại xin chuyện chỉ vì cái đống sắt vụn ấy của ông mỗi lần chạy ngốn tiền xăng bằng tiền ăn cả gia đình một tháng. Rồi những trận đòn vô cớ chút lên vợ con mỗi lần ông lên cơn. Ngôi nhà cấp 4 sập sệ vốn là nơi ở của 4 thành viên gia đình ông Cẩn nhưng giờ đã bỏ hoang, xuống cấp. Cực chẳng đã, vợ ông làm đơn ly dị. Thế nhưng, ngày bộ phận hòa giải của xã đến làm việc và hòa giải thì ông Cẩn nằng nặc đòi vợ phải đền bù tiền phí hao mòn của quý cho ông ta. Mọi người được một trận cười vỡ bụng. Vợ bỏ, dẫn hai con về nhà ngoại chưa được bao lâu thì cả làng bất ngờ khi thấy ông Cẩn dẫn về nhà một cô bồ trẻ, đẹp. Nhiều người thầm nhủ, ông này hâm mà số đào hoa. Thế nhưng, cô gái ấy cũng chẳng ở với ông Cẩn được bao lâu rồi biến mất. Dân làng nghe đâu, cô ta cũng không chịu được tính chơi ngông của ông Cẩn. Bẵng đi một thời gian, người ta không thấy ông Cẩn ở nhà nữa. Cứ ngỡ ông bỏ đi đâu, hóa ra ông tìm về chung sống với người vợ cũ và hai con gái. Chỉ hy hữu ông mới về lại nhà cũ khi dòng họ có việc. Ngôi nhà giờ bỏ hoang, ô tô cũng vứt góc sân sập sệ. Bà K, T, H, một người dân chia sẻ, nhẽ ra ông Cẩn là trưởng họ Khúc nhà tôi đấy chứ, thế nhưng ông ấy chả quan tâm gì đến anh em, dòng họ cả nên nhà tôi, chồng, cứ phải đứng ra lo liệu. Ông Phạm Văn Vỡ, trưởng thôn Ninh Cường cho biết thêm, nghe mọi người kể lại, sau khi về sống chung với vợ cũ, ông Cẩn đã đẻ thêm được một cậu con trai.
ấy thế cứ như ông ấy giờ lại sướng nhất đấy. Có lương hưu, vợ có, con đủ cả trai cả gái còn gì bằng, ông vợ nói. Lời dẫn, chiếc ô tô từng là cả gia tài đáng giá, nhiều người mơ ước không được nhưng lại bị ông Cẩn đắp chiếu ở góc sân, phơi nắng phơi mưa. Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo. Cảnh sập sệ của chiếc ô tô đang đắp chiếu ở góc sân của lão nông chơi ngông vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2019.